chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emelina Beauty Official. Hôm nay thì Emily sẽ đem đến cho các bạn món là ba rọi heo chiên muối. Thì bữa trước Emily có làm ba rọi heo chiên nước mắm rồi. Hôm nay mình thay đổi một chút xíu nha. Thì mình sẽ làm ba rọi heo chiên muối. Thì đây là thành quả, để có được thành quả này thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Sự việc là chẳng qua là nhà Emily còn dư một miếng thịt ba rọi. Thì giờ Emily có hỏi chồng Emily là giữa thịt ba rọi heo chiên muối và kho quẹt thì ăn cái gì, thì chồng Emily lại chọn cái món này. Thôi thì mình làm theo ý của người nhà vậy ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ bắt một cái nồi nước lên, mình cho nước ít ít thôi, tại vì mình chỉ trụng qua cái lớp da thôi nha các bạn. Mình sẽ để cái lớp da phía dưới nè, và mình sẽ đậy nắp lại. Thì mình sẽ trụng khoảng 5 phút. Làm như vậy thì thịt ở trong nó sẽ ngọt nha các bạn nha. Emily đập dập thêm cái phần hành tím mình bỏ vô nữa để khử cái mùi của thịt heo và da heo, nó sẽ săn săn lại. Các bạn đậy nắp lại thì mình trụng khoảng tầm 5 phút sau thì mình lấy ra là được nha. Sau 5 phút thì Emily mở ra thì các bạn thấy là mình không cần phải để cái miếng thịt nó xuống mà nó vẫn có hơi chín chín ở phía trên luôn nha. Thì mình sẽ mở cái lớp da cho các bạn xem, nó sẽ nở ra như thế này, nó dày hơn, cũng giống như là nó sẽ săn lại thì lúc mình chiên nó sẽ giòn hơn nha. Bây giờ thì mình chỉ việc lấy ra và mình để ráo thôi nha. À, Emily quên nói là lúc các bạn luộc thịt da heo thì các bạn nhớ cho một chút xíu muối vô nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ lót một cái miếng giấy, bạn nào có giấy thấm dầu thì lót, hoặc không thì lấy khăn giấy giống Emily. Mình sẽ làm cho cái thịt của nó ra hết nước nha các bạn nha, phải để thật là ráo. Thì mình tầm để ráo khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng cho thịt thật là ráo nha. Trong thời gian để thịt ráo thì mình sẽ chuẩn bị cái phần ướp thịt. Thì ở đây các bạn sẽ bầm nhuyễn cái hành tím băm nha. Emily sẽ cho ở đây là khoảng 1 muỗng rưỡi muối, mà 1 muỗng rưỡi hơi bị vung chút xíu nha. Rồi mình sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê hạt nêm nữa. Rồi mình sẽ cho 1 muỗng canh nước mắm cho nó hơi thơm thơm nữa nha các bạn. Xịt vô đây một chút xíu tiêu nữa để ướp thịt cho nó thơm và đậm đà nè. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc trộn đều cái hỗn hợp này lại và mình ướp thịt thôi nha. Sau khi thịt của mình đã săn và khô nước lại rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái nĩa hoặc là lấy cái tăm, cái xiên que hoặc là lấy mũi dao cũng được. Các bạn sẽ đâm vào phần da heo để cho lát nữa lúc mình chiên nó sẽ nổ ra. Cũng giống như là cái bước mà Emily chiên ba rọi chiên nước mắm vậy đó các bạn. Các bạn chỉ việc đâm. Lúc này thì mình đã luộc da heo rồi cho nên da heo nó mềm mềm, đâm dễ lắm nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần hỗn hợp hồi nãy á, mình sẽ ướp thịt. Thì cái này là chiên muối mà, cho nên mình sẽ hầu như là ướp muối. Mình sẽ ướp cái phần da heo cho thiệt là đậm đà. Mình ướp phần da heo trước, mình chà sát phần da heo, rồi sau đó mình sẽ chà hai bên xung quanh và cũng giống như là hết miếng thịt luôn nha. Sau khi chà sát xong thì Emily sẽ để ngấm trong vòng 30 phút nha. A few moments later. Sau 30 phút thì Emily sẽ đổi miếng thịt qua một cái đĩa khác để cho đừng có bị ngấm cái nước đó các bạn. Tại vì mình ướp muối nó sẽ ra nước. Emily sẽ sử dụng cái khăn giấy để mình thấm qua cái miếng thịt, cũng giống như là mình chùi bớt đi cái phần mà nguyên liệu hồi nãy mình bám lên cái miếng thịt. Các bạn làm như vậy thì lúc mình chiên nó không có bị cháy khét cái miếng thịt nha. Các bạn thấy cái miếng chanh Emily để không? Để cái da của mình nó nổ ra giòn á, thì mình sẽ bôi cái phần miếng chanh lên cái phần da heo để da nó nổ giòn nha. Giai đoạn sơ chế xong rồi, bây giờ mình chỉ việc bắt một cái chảo, sau đó mình cho vào chảo một chút xíu muối để lát nữa nó chiên á, nó đỡ dăng nha các bạn. Mình đợi chảo nó nóng nóng rồi mình sẽ úp cái phần da heo xuống trước, mình chiên phần da heo trước cho thật là giòn, sau đó mình mới lật cái thịt nha. Các bạn để lửa vừa thôi, đừng có để lửa cao quá nha. Sau khi mà da của mình nó bắt đầu săn săn và nó đó hơi cháy cháy xém xém vàng vàng vậy là có thể ok rồi. Các bạn nhớ đảo qua đảo lại đều, đừng để một chỗ để dễ mau bị khét nha. Xong rồi bây giờ mình sẽ lật cái miếng thịt, nó lật qua như thế này và mình sẽ chiên đều cái miếng thịt luôn. Thì lúc này cái miếng thịt nó mới vàng đều và cái lớp da của mình nó sẽ giòn nha mọi người. Các bạn thấy cái lớp da của mình nó vàng mà nó nổ nổ ra, ngon chưa nè? Chắc chắn là giòn lắm luôn á. Sau một hồi mình cập nhật lại cho mọi người nè, cái miếng thịt của mình nó vàng ươm vậy luôn. Đó, cái lớp da mình nó nổ 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 như thế này. Đó là rất là giòn luôn nha. Làm giống như heo quay vậy đó mọi người. Mà cái này là ướp muối cho nên nó hơi mặn mặn, ăn với cơm mà bao ngon luôn nha. A few inches later.
Các bạn chiên một hồi mà có được cái độ vàng ưng ý rồi á thì mình sẽ bắt đầu mình gấp ra, mình để giấy thấm dầu mình gấp ra cho nó thấm dầu nha mọi người. Đó, mình nhớ vuốt như thế này cho nó thấm bớt dầu ra nha. Các bạn nhìn hai miếng thịt của mình nè, à, dầu còn sôi sùng sục luôn, lớp da nổi cốm rất là giòn nha. Bây giờ Emily để nguội một chút xíu rồi sau đó Emily sẽ chặt ra nha. Các bạn ơi, thấy cái miếng thịt ở ngoài mình thì giòn ươm, vàng ươm giòn rụm, còn ở trong á, thì mình có màu trắng trong là rất là ngọt thịt luôn nha mọi người. Đây là Emily đã cắt xong một miếng thịt rồi nè. Các bạn thấy ở trong không, vừa nạc vừa mỡ, rất là ngon mà lớp da của mình lại giòn nổi, nổ 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 vậy luôn. Đây là bữa cơm tối gồm có canh rau cải thìa và ba rọi heo chiên muối. Đó, đơn giản không các bạn, dễ làm lắm mà mình ăn là cảm thấy rất là ngon nữa. Ăn cái này là các bạn không cần chấm đâu. Chồng Emily chấm mà thấy nó hơi mặn, tại vì ướp muối nó mặn rồi, các bạn không cần chấm nào, rất là giòn luôn á. Các bạn nghe Emily nhai không? Tiếng sống động chân thực nha mọi người. Chúc mọi người thành công với món thịt heo chiên muối nha. Many tic-tacs later. Hai miếng thịt ba rọi hai người ăn. Bây giờ chỉ còn có đúng có một miếng duy nhất nè mọi người. Hết canh, hết thịt, hết cơm luôn. Rất là hao cơm mà rất là ngon nha. Chúc các bạn thành công nha. Nhớ đăng ký kênh cho Emily để mình đón những video mới nha. Bye.